God is with us today, so as joyfully we praise our God. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa thầy Sáu, quý sơ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhau tụ họp về nhà Chúa chiều hôm nay, cử hành phục vụ của Chủ nhật thứ ba tuần phục sinh, và đồng thời chúng ta cũng cùng với các người cha, người mẹ và quý sơ cũng như là tất cả các anh chị em trong ban giáo lý để cử hành bí tích rước lễ lần đầu cho các em của chúng ta, và chúng ta cũng hân hoan chào đón các em cũng như quý vị phụ huynh, ông bà nội, ông bà ngoại và tất cả mọi người thân thương của gia đình của các em. Một tràng pháo tay. Từ đây chúng ta cùng thành tâm ăn năn và sám hối để chúng ta xứng đáng được thành màu nhiệm thành. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi nhạt. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng trinh. Xin Thiên Chúa toàn năng thương cho tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ màu nhiệm vừa qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và trang chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa và là con Chúa Cha, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa.
chiếc thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, đấng khôn khéo vì ai, khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hay sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khác. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc, hồi nếp sống phù phiếm tổ truyền hiến bằng máu trao báu của Đức Kitô. Con chiên tinh tuyển không vì ố người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bài trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa đấng làm cho người sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. So that we can share with him life eternal in heaven and then the virtue of love. So that we can go to heaven already, yes? We continue to be with Jesus, yes? All of this, wonderful. But one more thing, the virtue of love. Why we put together faith, hope, and love. Why is the virtue of love here? Because we love each other. We receive Jesus, we love each other. And we love each other, and so it means that, yes, we love Jesus, we love each other, right? So wonderful. I really want you to stand up. Please, stand up. So all will see how beautiful you are, how handsome you are. This is truly the future bride and the room for the church. Let us give a nice step. But you continue to go back, to come back to the church tomorrow, or Monday, or Tuesday, or next Saturday, or next Sunday. For your second communion, it's not only one, but you continue to do that. Maybe you can count it, so that when you reach a million times, how do you want to do that too? How many of us here in the church have we received already a million times? Only God knows. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài âm chúng ta biết qua cái câu chuyện mà Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ và sau đó qua một việc bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được đây chính là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Qua việc bẻ bánh và việc bẻ bánh này chính là nghi thức của thánh lễ. Chúa Giêsu cầm tấm bánh bẻ ra trao ban cho các môn đệ và ở đó các môn đệ nhận ra được rằng vào chiều thứ năm tụng thánh, vào bữa tiệc ly, Chúa Giêsu ban bí tích thánh thể và trong bí tích thánh thể này Ngài cầm tấm bánh lên và chính Ngài cũng bẻ tấm bánh ra và trao cho các môn đệ. Vì cái việc làm thiêng liêng đó của Chúa Giêsu Kitô vào chiều thứ năm tụng thánh tại tiệc ly, đó cũng chính là lúc mà Chúa thiết lập bí tích thánh thể. Và từ đó chúng ta có mình và máu Thánh Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút trên bàn thờ. Và đặc biệt chiều tối hôm nay cho các em, con cháu của chúng ta. Lần đầu tiên đối với các em, nhưng thật sự ra đó cũng là lần đầu tiên mà chính Chúa Giêsu Kitô được ngự vào trong tâm hồn của các em qua mình và máu của Ngài. Điều rất đáng được trân quý và một điều rất đáng được tri ân Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã hạ mình xuống chết tức tuổi trên cây thập giá cho chúng ta, và cuối cùng Ngài tiếp tục trở thành tấm bánh được bẻ ra để được cư ngụ vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta mỗi một ngày nếu chúng ta có cơ hội để với Chúa qua thánh lễ. Vì thế chiều tối hôm nay con biết rằng quý bà bạn chị em rất là vui
Và trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cũng rất là được vinh dự vì chúng ta được chính Chúa Giêsu Kitô một lần nữa thông dẫn vào một cái buổi quý rước lễ lần đầu ở xưa ở tại Việt Nam hay ở tại bán đảo mà chúng ta cư ngụ. Qua biến cố của 30 tháng 4, biết bao nhiêu người Việt tha phương và cư ngụ tại tất cả các quần đảo ở Philippines hay là đảo Guam. Và từ đó, con cháu cũng được sinh ra, được rửa tội và được rước lễ lần đầu tại các đảo hành phương này. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể đón nhận mình vào mẫu Thánh Chúa lần đầu tiên ở ngoài Bắc. Sau biến cố 54, chúng ta sẽ chuyển vào miền Nam. Chúng ta ở từ miền Nam, chúng ta đón nhận mình vào mẫu Thánh Chúa. Rồi chúng ta cũng vì biến cố của năm 75, chúng ta đã đến định cư tại Hoa Kỳ và tất cả các nước khác trên năm châu bốn bể. Và trải qua đã được 42 năm rồi, chúng ta tiếp tục một lần nữa cảm tạ Thiên Chúa vì đức tin mà chúng ta có được và chúng ta sống được. Không những chúng ta chỉ giữ mà thôi, mà chúng ta còn sống được đức tin này cho đến ngày hôm nay qua 42 năm thăng trầm của nước Việt của chúng ta. Vì thế một lần nữa, con xin mời quý bà và chị em chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và một lần nữa chúng ta cũng cảm thấy được rằng chúng ta được rất là vinh dự vì chúng ta được sống ở một nước tự do về tôn giáo và chúng ta được hành đạo ở cái ngôn ngữ mà bản xứ của mọi người chúng ta. Không có một nước nào mà con có thể nói bằng cái nước Hoa Kỳ mà chúng ta chọn là quê hương thứ hai của chúng ta. Chỉ có ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta hành đạo, chúng ta sống đạo và chúng ta sinh hoạt đạo với cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta mà thôi. Rất là hiếm có. Nếu chúng ta đi thắp thân cho bố mẹ, chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ thấy chỉ có một vài nước tượng trưng. Nhưng chỉ có ở Hoa Kỳ, thì Trung Quốc, Hoa Kỳ, thì chúng ta có được tất cả các ngôn ngữ bản xứ, hầu như cả những nước mà chúng ta thấy rằng ngôn ngữ có thể rất là hiếm, nhưng họ vẫn tiếp tục hành đạo với cái ngôn ngữ của họ. Thì đây là một điều vinh hạnh cho mọi người chúng ta sau 42 năm lưu vong xa quê hương của chúng ta. Và trong cái tinh thần đó, từ việc rước lễ lần đầu của các cháu đến 42 năm tha hương, thì con cũng xin mời quý bà và chị em tiếp tục giúp đỡ cho tất cả các hội thiện nguyện tại cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại vùng cao. Trong giáo xứ nhà của chúng ta có hội bạn người Hùi và ai cũng biết qua chương trình của hội bạn người Hùi cũng như là chú công và tất cả các anh chị em tình nguyện viên ở trong hội bạn người Hùi thân từ giáo xứ của chúng ta. Tuy nhiên trong giáo phận chúng ta có rất là nhiều các hội thiện nguyện viên. Chiều tối hôm nay cũng như vào tất cả các thánh lễ ngày mai trong chương trình tiếng Anh, lễ tiếng Anh và lễ tiếng mẹ, chúng ta sẽ có cha Christopher Smith. Ngài là rector, là viện trưởng của giáo xứ chánh tòa Chúa Kitô. Ngài sẽ đến chia sẻ về công việc thiện nguyện của hội thiện nguyện này. Tiếng Anh họ gọi là Concern America. Và Ngài đã hoạt động rất là lâu năm, 25 năm trong hội Concern America này. Và con biết rằng người Việt của chúng ta rất là bác ái và lúc nào chúng ta cũng có tinh thần giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Như chúng ta đã được tận dụng, mọi người đã giúp đỡ chúng ta qua 42 năm qua và đặc biệt qua biến cố của năm 75. Chúng ta sẽ có xin tiền nhỏ lần thứ nhất cho giáo xứ để trang trải các sinh hoạt của giáo xứ hàng tuần cũng như là hàng tháng. Và sau khi chúng ta xin tiền nhỏ lần thứ nhất xong, con xin quý ông bà và anh chị em cũng có thể dành dụm thêm chút xíu để chúng ta góp cho tiền nhỏ lần thứ hai ngay liền sau khi tiền nhỏ lần thứ nhất, và sau đó sẽ được gửi về cho chị Terry và chị sẽ đưa về cho hội Concern America. Nếu chúng ta muốn dùng phong bì và chúng ta về nhà để chúng ta góp thêm qua trang mạng hoặc là gửi qua đường ngân hàng của chúng ta hoặc là thẻ tín dụng, thì xin chúng ta lấy phong bì, và phong bì này ở cuối nhà thờ chúng ta sẽ thấy có hình trái tim màu đỏ ở giữa hai chữ Concern này. Sau cùng một lần nữa, con xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta trở về vào buổi chiều hôm nay, buổi chiều mà trong đoạn phúc âm vào chót chúng ta thấy các môn đệ mời Chúa Giêsu Kitô ở lại với các ngài vì trời đã
đã xế chiều. Trời đã xế chiều, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những lúc có thể đây là một buổi chiều, mà đó cũng là buổi chiều kết thúc sự sống ở trần gian của chúng ta. Đó cũng là giây phút chúng ta có thể một lần nữa mời Chúa Giêsu Kitô đến cư ngụ với chúng ta một lần nữa. Biết đâu chừng đây là buổi chiều lần sau cùng trong cuộc sống. Nếu Chúa Giêsu Kitô đến và Ngài qua tấm bánh bẻ ra và ở đó mọi người nhận ra được Chúa Giêsu Kitô phục sinh, hỏi chiều tối hôm nay trên bàn thờ Chúa Giêsu Kitô bẻ tấm bánh cuộc đời của Ngài ra, trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Vậy hỏi chúng ta có tin Ngài sẽ đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu với Ngài hay không? Hay chúng ta chỉ giữ cái bổn phận mỗi một chiều thứ bảy hoặc là ngày Chủ nhật chỉ đến với Chúa để hoàn tất cái bổn phận này mà thôi? Rồi sự rước lễ đó, rước lễ thiêng liêng cao cả này không có tầm ảnh hưởng nào cả trong cuộc sống của chúng ta. Vậy trời đã xế chiều, chúng ta có muốn mời Chúa Giêsu Kitô đến cư ngụ trong tâm hồn của chúng ta hay không? Như là các em chiều tối hôm nay, 28 em mở tấm lòng của các em ra mời Chúa Giêsu đến cư ngụ trong tâm hồn của em lần đầu tiên vào buổi chiều hôm nay.